Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh Pháo Hoa số 1 Việt Nam. Rồi, ok các em nhé, mình là Sơn Trôn Pháo Hoa. Thì tại giờ thì cũng chỉ còn tổng khoảng 5 phút nữa là nó giao thừa rồi. Đấy, thì ở trong video anh em có nghe được bên ngoài nó rất là rực rỡ rồi. Bây giờ mình sẽ ôm cái thùng pháo này luôn để mang lên trần. Và đó cái Tết 2021. Đấy, thì không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ đi luôn nhé. Anh em cùng theo dõi vào cái màn hình nhá. Đó, thì chỉ còn có vài phút nữa thôi anh em này. Úi giời ơi, khá rực rỡ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Bình đốt hộ mình nhá. Kìa anh em ơi, kìa kìa rồi. Đấy, em thấy không? Úi giời, rực rỡ luôn. Đây, giờ mình sẽ báo đẩy hết lên cái này nhá, để cho anh Bình đốt. Đấy, đâu lưng em cái bật lửa phát em làm một dàn luôn. Anh em nhá, úi giời ơi. Nói chung thì xung quanh cả. Wow, đây là của mình à. Thôi bật lửa này lỗi rồi, xem không ạ, bật lửa kia. Đây, mình có nhờ anh mình. Cháy đi còn gì nữa, lâu thế. Trời ơi. Cả đầu tiên anh em. Còn luôn, lâu không anh ạ? Nó rơi đây đâu rồi. Wow. Ủa, em nhìn kìa. Úi xài ơi. Đấy thì bây giờ cũng đúng là 12 giờ rồi ấy. Thì sang năm mới mình gửi chúc toàn thể tất cả anh em cũng như gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới gọi là thật là nhiều may mắn và là mạnh khỏe. Úi xài ơi. Đấy, hơi bị khói một chút. Hôm nay trời thì nhìn nó rất là sáng. Pháo lổ rực trời luôn. Về cái phía này này, rất là mạnh luôn này. Đó. Giờ mình sẽ xếp hết cái pháo lên này. Đấy, xếp bắn một lúc mấy dàn liền. Anh em đừng quên like đến cái hình hộ mình nhá. Thế là lại liên tục đây nhá. Anh đốt nó phải rực rỡ. Đấy. Mình tiện đây review cho anh em xem một chút xung quanh. Úi giời. Úi giời ơi. Năm nay thì tại do một phần lo dịch ấy, nên là pháo mình cảm nhận là không mạnh như là năm trước. Wow. Quả này to thế nhỉ. Đâu lên nhảy máy lửa đâu nhỉ? Để anh em mình chơi cái dàn có anh em mình chứ. Anh đốt đi, đốt liên tục cho em luôn nhá. Châm vắt dàn này nhá. Ờ, châm liên tục 5 cả luôn, 5 dàn luôn anh em ạ. Ờ, quay châm nhá. Wow. 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 Happy birthday. Chúc mừng năm mới toàn thể anh em. Rực rỡ luôn. Thề. Mấy cái chỗ xung quanh này gặp sơn trơn pháo hoa là tắt điện hết. Vẫn còn nhiều lắm. Ồ, quá rực rỡ, còn khá là nhiều luôn. Đấy, bây giờ mình lại tiếp tục xếp 5 dàn 1, 5 dàn 1 nhá. 5 dàn 1, 5 dàn 1. Đúng không? Xung quanh cũng vẫn là cứ rực rỡ à. Phía trước mặt cũng khá rực rỡ. Ủa, có mù mịt luôn. Thực sự là rất là mờ ảo. Đây này. Lại làm 5 dàn tiếp cho nó máu. Lỗ công nhận lỗ đốt 5 dàn liên tiếp nó ra tay thật luôn ý.
mình nghe cả mấy sướng hết cả cái lỗ tai xung quanh này. Đổi cái hướng lại đi, đây này, đây là wow đấy, cho anh em chiêm ngưỡng một chút xung quanh đẹp thật đấy. Wow, phía kia cũng khá là mạnh. Nhưng mà mình nhớ cái lần trước ở cái phía nhà to trước mặt, cái lần trước đốt rất mạnh, nhưng mà lần này thấy hơi là im ắng. Rồi, tiếp theo là của Sơn Trôn Pháo Hoa. Đấy, anh mình đang gọi là quấn hai cái này lại. Xong nó dễ châm anh ạ, dễ châm. Năm quả, một năm có một nó hơi gì quá. Chắc từng chỗ một chỗ một nó hơi lâu. Vào đầu anh. Chắc một quả môi đầu tiên nhá. Trời ơi. Bắt đầu rồi à? Anh em nhé. Wow, ui khói quá mịn luôn ấy. Thật sự tài nghe thật sướng hết, lỗ tài luôn. Wow, xung quanh này đẹp quá. Được. Không biết là năm nay ở Việt Nam mình có rực rỡ không, nhưng mà mình cảm nhận là một phần là ở bên đài này năm nay là so với năm ngoái là pháo gọi là hơi yếu một chút. Thì từ đầu video giờ mình thấy có một cái quả ngay chỗ trước phần trước mặt này là lỗ to nhất. Úi giời ơi, có bánh nhá. Úi giời ơi. Đây, chỗ trước mặt này. Ôi, đã im phết rồi đấy. Tiếp theo này, vẫn còn khá nhiều pháo anh em nhé. Nó có thể là rực rỡ. Đấy, chỗ này này. Cũng đập phết đấy. Trước mặt này. Hay lắm. Úi giời ơi. Hay nhưng làm sao bằng pháo của Sơn Trôn Pháo Hoa được. Tiếp tục lại là mà làm sao hay bằng tự tay mình đốt anh em ạ. Đấy, tự tay mình đốt nó vẫn là báo cháy hơn nhưng cảm giác là thật là robot. Bây giờ chỗ kia là chỗ kia, nhưng mình đoán khả năng nó cũng là giảm 16 thôi. Đấy, cái xung quanh này mình thấy thứ nhất là về cái màu, thứ hai là nó có cái độ bay từng quả một đi. Đấy, nó cũng tèo tèo một quả một luôn này. Quả nó cũng bé mà nhỉ. Úi giời. Úi giời ơi. Đẹp phết đi. Hôm nay thì trời tại nó cũng hơi cơn mưa nên là nhìn trời nó gắt này là sáng trời đấy. Cơn mưa rồi mà, nó xong rồi. Đấy, thì ở đây. Đấy, kia. Cái này là mỗi gái hai dàn một nhá. Chậm nhá. Chậm luôn. Anh em chuẩn bị cam đi. Anh em lúc xa ra này. Thầy ạ, cái pháo này bay lên nhá, mà cái lắp của nó rơi xuống ấy, một số kiểu như là các cái hạt pháo nó rơi xuống ấy, rơi bú hết đầu luôn. Chậm nhá. Chậm luôn. Đấy, là anh mình sẽ chậm. Dài rồi. Đấy, xung quanh cảm thấy đã im im rồi, nhưng gặp Sơn Trôn Pháo Hoa thì vẫn cứ là đây là 6 quả nhá. Wow. Vẫn còn chụp dàn nữa. Nó... cái màn hình đấy nữa mà nó khói kìa. Ui trời, mình còn không nhìn thấy gì luôn. Vẫn còn 4 dàn nữa mà. Ua. Khói khói.
Quá đến nỗi mà đến nỗi mắt nhìn không nhìn gì nữa luôn. Úi giời ơi, xung quanh mình ở đảo một câu, xung quanh hàng xóm này nhìn ở phía này nói chung là đốt pháo lổ đai tai luôn, một phần lễ phục. Trời ơi anh em nè, trời ơi, ở đây còn 4 giờ nữa này. Tiếp đây nha, cái đậy này, cái đậy của một quả pháo nó rơi xuống này. Đây anh em nhìn ở trên đây này, như cái pháo này nhìn nó rất là bụi này. Ý. Ô nhưng mà mình úi đằng kia rồi. Ô, có một quả kìa. Lần trước cái năm ngoái 2020 thì Tết Dương lịch đốt cũng mạnh. À, thì sau Tết Dương âm lịch thì đốt mạnh hơn Tết Dương lịch. Năm nay thì mình cảm thấy Tết Dương lịch đốt mạnh hơn Tết âm lịch. Đấy thì hiện tại giờ cũng trôi qua đầu nó khoảng 10 phút đầu rồi, nó cũng khá là im ắng rồi đấy. Đấy, xung quanh thì lại trở về như là lúc bình thường rồi. Đấy, mình cũng đi tìm khá nhiều lầu lơi những cái chỗ có bán kiểu dạng pháo hú ấy, nhưng mà mình cũng không tìm được. Kiểu như kêu âm thanh hí hí hí, nghe thì rất là đá tai. Này đây thì mình còn con 4 cái giàn nữa, giờ mình sẽ đốt. Bốn giàn. Đâu đây này để chú châm nhá. Để thúc tay gọi là mình châm quả kết thúc giàn pháo hoa nhá. Úi giời, ở trước kìa. Đấy, có một quả luôn. Đây này. Đấy, gió thế nhỉ. Đấy. Vâng ấy, thì mình đã hoàn thành đốt xong gọi là một cái thùng pháo. Úi giời, đằng kia kìa, đằng kia đốt cái dạng kiểu pháo hú nhá. Pháo này thì mình cũng biết, trước mình cũng đã review rồi đấy. Ui khói, mờ mịt luôn, sương ảo. Úi giời, phía kia thì cũng còn một chút thôi. Đấy. Thì chắc là clip của mình sẽ xin dừng tại đây nhá. Thì đây là gọi là clip gọi là kết thúc của năm 2020. Thì một lần nữa mình xin chúc toàn thể anh em và mọi người cũng như là người thân một năm mới thật an khang thịnh vượng. Và cũng cảm ơn tất cả anh em trong thời gian năm vừa qua ủng hộ kênh của mình. Thì mong đến năm tiếp theo thì anh em sẽ vẫn ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa nhá. Thì mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Xin chào và tạm biệt anh em ở những video, hẹn anh em những video tiếp theo nhá. Bye bye anh em.